Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay, kịch chiến để nắm chính phủ. Hiện nay tứ trụ đã có 4 chân, thì đã có 3 chân phe cánh của ông Tổng Bí Thư. Còn lại chân trụ thủ tướng là chân trụ lớn, nếu ông Tổng có thể bứng được thì xem như phe ông Tổng toàn thắng. Hội nghị Trung ương 7 lần này được ông Nguyễn Phú Trọng bịt kín mọi thông tin để tránh việc ngoài ý muốn gây bất lợi cho ông. Hội nghị Trung ương 7 dự trù diễn ra trong 3 ngày. Kết thúc hội nghị này đã đến lúc Quốc hội họp và gặt. Để đến ý kiến hội họp kỳ này vào tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Dễ thấy rằng đây là nước cờ ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Dự đoán 3 ngày diễn ra hội nghị là 3 ngày khó khăn cho ông Phạm Minh Chính và thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng. Tấm hình mà báo tin tức đăng lên rồi lại vội vã gỡ xuống. Ngay trong ngày 15 tháng 5, ngày khai trương Hội nghị Trung ương thứ 7, tờ tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đã đăng một tấm hình 4 người, gồm ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 người trong hình đều rất tươi cười, có vẻ như họ rất hài lòng với những gì đã diễn ra. Trong khi đó, tấm hình không có ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Bức hình này ngay sau đó đã bị xóa vội, khiến dấy lên suy đoán rằng tứ trụ sắp có một sự thay đổi lớn. Khả năng ông Nguyễn Văn Nên sẽ thay ông Phạm Minh Chính chăng? Cũng không loại trừ khả năng Thông tấn xã Việt Nam cố lộ ý thông tin với ẩn ý rằng ghế thủ tướng sẽ bị thay thế. Thực tế thì trước đây một nguồn tin riêng từ bên trong đã cho biết ông Phạm Minh Chính đã bị ép viết đơn từ chức, tương tự như Nguyễn Xuân Phúc. Lá đơn từ chức đó hiện đang nằm trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc cho ông Phạm Minh Chính ngồi lại hay chồng ngã ngựa là hoàn toàn nằm trong khả năng của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Từ sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị hạ, dây mờ rễ má của Nguyễn Xuân Phúc hầu hết chạy sang phe ông Thủ tướng. Cho nên thế lực ủng hộ ông Phạm Minh Chính vì thế cũng mà mạnh lên đáng kể. Việc của ông Nguyễn Phú Trọng là đánh giá xem liệu rằng lúc này là lúc ra tay phế truất ông Phạm Minh Chính có phải là thời điểm hợp lý hay không. Liệu rằng trong đảng có nổi lên phe cánh choảng nhau, công khai hay không? Việc này chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới đánh giá được, bởi trong tay ông Trọng đang có đủ tư liệu và công cụ để mà làm điều đó. Loại Phạm Minh Chính không phải là một cá nhân, mà nó là một thế lực. Ông Phạm Minh Chính dường như là người mà Nguyễn Tấn Dũng đã cài lại trước khi về hưu. Với Đinh La Thăng thì bị vào tù, Hoàng Trung Hải thì bị loại khỏi vũ đài chính trị, còn Nguyễn Văn Bình cũng bị loại. Còn hy vọng cuối cùng là Phạm Minh Chính hiện nay đang rất mong manh. Nếu Phạm Minh Chính bị loại, Nguyễn Thanh Nghị sẽ không còn chỗ bám nên rất khó để ông Nghị tiến cao hơn nữa. Loại Phạm Minh Chính cũng có nghĩa là loại luôn sức mạnh của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đó là điều khó lường nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và liệu rằng Đảng Cộng sản có bị chia phe để mà sống mái với nhau hay không? Hội nghị ngày khai mạc. Cho đến nay ai cũng đã rõ ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu tiên cho thế lực Tây Ninh. Đây là thế lực có thể xem là mạnh nhất hiện nay của nhóm miền Nam tại Trung ương Đảng. Liệu rằng ông Trần Lưu Quang đang ngồi ghế Phó Thủ tướng Thường trực chưa chính thức, đồng thời có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa Nguyễn Văn Nên vào tứ trụ. Kết quả rồi cũng sẽ ngã ngũ, liệu thế lực ông Phạm Minh Chính có trụ được hay không thì sau hội nghị sẽ rõ. Tuy nhiên, nếu ông Phạm Minh Chính mà trụ được qua hội nghị này thì cũng còn nhiều hội nghị khác, đòi hỏi ông Thủ tướng phải tiếp tục chiến đấu. Số phận và sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính đến nay vẫn rất tăm tối. Ông vẫn phải từng giờ, từng phút chiến đấu để mà tồn tại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay, kịch chiến để mà nắm chính phủ. Lê Minh Hưng, Vương Đình Huệ, liên thủ, Nghệ Tĩnh, chính trị, đập nát kinh tế. Lê Minh Hưng là người thuộc nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Hiện nay, Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Nghệ An có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, và trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Liên minh Nghệ Tĩnh là một liên minh mạnh nhất hiện nay. Ông Vương Đình Huệ là đệ tử ruột của Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, Liên minh Nghệ Tĩnh đang làm mọi cách để nắm quyền điều khiển Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phải rời ghế vì quá già. Một khi ông Tổng Bí Thư về hưu, và chiếc ghế rơi vào tay Liên minh Nghệ Tĩnh thì các địa phương khác sẽ bị chèn ép, rất khó có thể ngóc đầu lên được. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương
của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nắm Trung ương Đảng, nắm Thành phố Hồ Chí Minh và nắm Hà Nội là mục đích mà Liên minh Nghệ Tĩnh nhắm đến. Nếu thuận lợi, họ có thể nắm luôn chính phủ. Ghế Tổng Bí thư gần như là dành riêng cho Vương Đình Huệ. Tại Hà Nội, Trần Sĩ Thanh đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến nhiệm kỳ sau sẽ thay Đinh Tiến Dũng nhắm chức Bí thư thành phố này. Còn Thành phố Hồ Chí Minh là bài toán xa. Tuy nhiên, nếu ông Vương Đình Huệ mà nắm được chức Tổng Bí thư, có thể ông Lê Minh Hưng sẽ vào ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể là ghế thường trực Ban Bí thư. Nếu ông Hưng vào được Bộ Chính trị thì Lê Minh Hưng và Vương Đình Huệ là dân tài chính. Tuy nhiên, cho tới nay, Lê Minh Hưng không đem khả năng của mình ra giúp nền kinh tế mà chỉ kiếm tiền nuôi mối quan hệ chính trị. Trong bộ máy nhà nước này, không một ai muốn vì dân cả. Tất cả đều chỉ vì bản thân họ mà thôi. Thà bán đứng nền kinh tế để vun đắp cho lợi ích nhóm thật mạnh, hơn là vì nền kinh tế mà nhóm lợi ích bị suy yếu đi. Theo thông tin nhận được, ông Lê Minh Hưng đã được Vương Đình Huệ giới thiệu với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng tin tưởng giao cho vị trí Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí mà ông Lê Minh Hưng đang ngồi hiện nay được xem như là chốt chặn, lọc bỏ những thông tin bất nhợ lợi về nhóm Nghệ Tĩnh, không cho lọt vào tai ông Tổng Bí thư. Bề ngoài thì Vương Đình Huệ dạ dạ vâng vâng với ông Tổng Bí thư, nhưng thực chất Vương Đình Huệ liên kết với Lê Minh Hưng thao túng thông tin đến với ông Tổng Bí thư. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hiện nay, thời kỳ ông Lê Minh Hưng làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lẽ ra vào năm 2019, Ngân hàng SCB đã bị đưa vào trường hợp kiểm soát đặc biệt, nhưng ông Hưng chỉ đồng ý đưa vào diện tăng cường kiểm soát. Ông vẫn để cho ngân hàng này hoạt động bất chấp pháp luật, tự do lùa gà, và hậu quả như thế nào thì nay người dân cả nước đã rõ. Không chỉ có SCB, ông Lê Minh Hưng còn nuôi một số liên minh tương tự, chẳng hạn như Techcombank và Zbank. Ngày nay, ông Vương Đình Huệ đang đứng đầu Liên minh Nghệ Tĩnh, trong đó Lê Minh Hưng là cánh tay đắc lực của ông Huệ. Hiện tại, liên minh này đang có kế hoạch nâng bì ông Nguyễn Phú Trọng lên thành thánh nhân. Họ muốn nâng ông Nguyễn Phú Trọng lên tầm tương đương với ông Hồ Chí Minh. Và nhờ đó, ông Trọng thiên vị rất rõ. Hầu như những thông tin về sự yếu kém của ông Lê Minh Hưng thời làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không lọt được tới tai ông Tổng Bí thư. Nhìn bên ngoài, ông Tổng Bí thư có vẻ như là người làm chủ cuộc chơi, nhưng thực chất ông Nguyễn Phú Trọng đang bị nhóm Nghệ Tĩnh thao túng. Họ thao túng thông tin, điều hướng ông Tổng Bí thư theo ý đồ của họ. Và thực tế hiện nay nhóm Nghệ Tĩnh đang nấp sau chiếc xe tăng Nguyễn Phú Trọng nên rất an toàn. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đang bị Liên minh Nghệ Tĩnh thao túng. Trò chơi chính trị ảo diệu là như thế. Nhìn bên ngoài có vẻ như Vương Đình Huệ ngoan hiền trước ông Tổng Bí thư, nhưng đằng sau hậu trường là cả một liên minh mạnh mẽ đang sử dụng ông Tổng như là một công cụ. Đến khi ông Trọng từ giã quyền lực, mọi thứ mà ông Trọng đang có sẽ rơi vào nhóm Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Minh Hưng, Vương Đình Huệ liên thủ Nghệ Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.